Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khai Biển TV. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục ngày hôm nay chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị và các bạn những bản tin mới nhất liên quan tới đội bóng U23 Việt Nam của chúng ta. Sau đó là câu chuyện của Đình Bắc cũng như những lời lên tiếng của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Sau đây chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin liên quan tới đội tuyển U23 Việt Nam. Tuyển U23 Việt Nam Buổi tập đầu tiên với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào sáng ngày 6 tháng 4 trước vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Sáng ngày 6 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã được bước vào buổi tập đầu tiên tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Đợt tập trung lần này thì có tổng cộng 28 cầu thủ. Sự hứng khởi là điều có thể cảm nhận rõ nét trên gương mặt của các cầu thủ trẻ. Những cái tên được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng lựa chọn cho đợt tập trung quan trọng của U23 Việt Nam trước thềm giải đấu lớn nhất là tức là lớn nhất năm là vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 thưa quý vị. Và do cái vướng lịch thi đấu của V-League nên ở buổi tập này đội tuyển U23 Việt Nam chưa có được đầy đủ cái lực lượng. Hai cầu thủ cuối cùng sẽ lên hội quân trong ngày hôm nay đó là tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thưa các quý vị. Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn không may dính chấn thương vai khi đi thi đấu tại vòng 13 giải hạng nhất quốc gia trong màu áo câu lạc bộ VPF Công an Nhân dân và bỏ ngỏ khả năng có thể tham gia dự vòng chung kết U23 châu Á từ các quý vị. Vì đây là lý do này, vì cái lý do này nên để đảm bảo cái chiều sâu lực lượng đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định triệu tập bổ sung chân sút Nguyễn Văn Tùng của câu lạc bộ Hà Nội. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra trong bầu không khí rất là thoải mái, với những cái nội dung chủ yếu là giải phóng à, tức là giải phóng sức y và kiểm tra cái nền tảng thể lực của các cầu thủ. Theo kế hoạch thì chiều nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào nội dung rèn luyện về chiến thuật. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng dành những cái thời gian động viên khích lệ tinh thần của các học trò và nhắc nhở toàn đội dành sự tập trung tối đa cho mục tiêu vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 phía trước nơi mà đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối diện với thử thách đến từ Uzbekistan, thưa quý vị và Kuwait cũng như là Malaysia ở vòng uh, đấu bảng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì đây là những thông tin mà cái buổi tập đầu tiên của các cầu thủ U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và mong rằng các cầu thủ sẽ cho ra được những kết quả tốt để cho người hâm mộ tiếp tục được dâng cao màu cờ sắc áo, thưa mọi người. Tiếp theo những cái thông tin chúng tôi xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn những cái thông tin liên quan tới huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã nói gì về cầu thủ Đình Bắc. Mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn thân mến tiếp tục là những thông tin liên quan tới Đình Bắc mà huấn luyện viên người Quảng Nam Văn Sĩ Sơn đã nói những cái điều về Đình Bắc như sau. Huấn luyện viên Quảng Nam Đình Bắc bị ảo tưởng về giá trị. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cũng đã rất là bức xúc thái độ thi đấu của tiền đạo 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc ở trận hòa với Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số một đều thưa quý vị. Tức là một đều tại vòng 15 V-League năm 2023 2024 ngày hôm nay. Đình Bắc được tung vào sân ở hiệp 2 thay Nguyễn Văn Ca. Khi tỷ số đang là 1-1, phút 66, anh lỡ cơ hội ngon ăn khi đối diện với thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo quê Nghệ An tỏ vẻ bực tức đá văng chai nước vào bảng quảng cáo. Trong nhiều pha tấn công sau đó thì Đình Bắc không chịu phối hợp với tất cả các đồng đội. Và trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn bức xúc, tôi luôn nhắc các cầu thủ phải chơi tập thể. Nếu tình huống là 4951, cầu thủ cần kiến tạo cho đồng đội. Nếu thành bàn, đó là những cái thành tích chung. Đình Bắc là cầu thủ trẻ, thích thể hiện nên không làm theo những gì mà chúng tôi yêu cầu. Ông nói, muốn phát triển, cầu thủ này cần được phải uốn nắn nhiều, phải biết lắng nghe và học hỏi rất nhiều. Và Đinh Bắc từng là nhân tố quan trọng giúp Quảng Nam vô địch giải hạng nhất mùa trước, giành quyền chơi V-League mùa này. Anh cũng được huấn luyện viên Philippe Chuze trọng dụng ở đội tuyển U23 và tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, nhưng mà tuy nhiên thì gần đây anh gặp rất là nhiều những rắc rối vì những cái cách hành xử sau Tết Nguyên đán do trả phép muộn mà không có lý do chính đáng, anh bị chuyển xuống đội trẻ Quảng Nam. Từ khi ở lại đội 1 thì Đình Bắc chưa tạo được cái ghi dấu ấn gì trong cái kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Anh được câu lạc bộ tạo điều kiện đầu quân cho Hà Nội FC, nhưng sau khi đôi bên chuẩn bị ký hợp đồng thì tiền đạo này lại đổi ý quay trở lại đội bóng xứ Quảng để tiếp tục thi đấu ở lượt về của V-League năm 2023-2024. Và nhắc lại vụ quay xe kể trên thì huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho rằng nguyên nhân xuất phát từ người đại diện của Đỉnh Bắc. Đỉnh Bắc là cầu thủ tiềm năng, tôi hạnh phúc khi cậu ấy đến Hà Nội FC, chứ ở Quảng Nam thì được gì. Nhưng cầu thủ này bị người khác xúi dục, tâm lý không vững và tâm lý cũng không vững vàng, ảo tưởng về giá trị của bản thân nên mới xảy ra những chuyện như thế này. Và ông Sơn nhận xét thậm chí dùng nhiều từ ngữ nặng nề khác trách móc học trò và đồng hương của mình. Cựu tuyển thủ quốc gia còn nói rằng ông Ngượng khi chứng kiến đỉnh Bắc thi đấu cầm bóng 10 quả thì mất đến 9 quả. Và trong trận gặp Indonesia ở vòng loại World Cup năm 2026 cuối tháng 3, cậu ấy cần lắng nghe nếu muốn phát triển, còn không cứ để người khác bơm vào tay sẽ vứt đi mà thôi. Ông nói thêm, trên sân hòa xuân chiều nay thì Quảng Nam bị Hoàng Anh Gia Lai dẫn bàn từ phút thứ 12 nhưng chỉ 4 phút sau họ đã gỡ hòa một đều nhờ công của Hoàng Vũ Sam Sơn. Ông Sơn cho rằng đội nhà bị trọng tài ép nên không có kết quả như mong muốn. Tôi lên án trọng tài họ như có luật ngầm vậy. Nhưng chúng tôi không thể đá với 12, 13 người được. Nhưng trọng tài có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì quý vị biết và tự nhận xét. Tôi không muốn nhắc đến huấn luyện viên, Văn... tôi không muốn nhắc đến huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn nói nhưng tôi cũng thừa nhận rằng cầu thủ Quảng Nam bị căng cứng đá cũng không đúng với phong độ của mình thưa quý vị. Kết quả 1-1 một một khiến đội bóng xứ Quảng chưa thoát khỏi nhóm nguy hiểm giải vô địch quốc gia V-League năm 2023-2024. Họ hiện có 16 điểm đứng thứ 10 hơn hoàng anh gia lai một điểm thưa mọi người